Xin chào tất cả các em học sinh. Sắp đến đợt thi học sinh giỏi, thầy giáo sẽ làm một số các clip để giúp các em được ôn tập cho cái kỳ thi học sinh giỏi được tốt hơn. Hôm nay thầy giáo sẽ giới thiệu với các bạn đề thi học sinh giỏi của huyện Ứng Hòa năm 2018-2019, đề thi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút. Đây là câu số 1. 5 điểm. Hãy tính hợp lý nếu có thể. A 18, đây là nội dung này. Thì các bạn có thể là bấm dừng lại rồi để xem xong mình làm xem như nào, kết quả ra làm sao rồi so sánh đáp án với cả thầy. Đấy là những cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể dừng lại để tự tìm hiểu. Và đây là câu số 2. Câu số 2, hai câu đầu là câu khởi động. Tác giả đưa ra đề thi rất là hay. Với 5 điểm câu 1 và 4 điểm câu thứ 2. Và câu thứ 3 là bắt đầu là đến những cái ý của dạng đặc biệt là câu khó. Câu thứ 3. Tìm số tự nhiên n để 3n trừ 1 chia cho 7. Tìm số tự nhiên n để 2n cộng 1 và 7n cộng 2 là hai số nguyên tố cùng nhau. Câu 4. Các bạn có thể lấy nội dung của đề ở trên cái đường link Facebook mà thầy giáo để ở dưới clip đấy. Tải về điện thoại cũng được, hoặc có thể là chúng ta có thể chụp bằng máy điện thoại dừng lại để chúng ta tự làm rồi so sánh kết quả. Và đây câu số 5 là câu khó. Thế hôm nay thầy nào sẽ chữa cho các bạn cái câu số 1 là 5 điểm. Hãy tính hợp lý nếu có thể. 18 18 18 tức là 18.100 181.818 nhân 19 trừ 19 19 19 nhân 18 bằng phần. Thế thì tính hợp lý ở A này. Thế học sinh sẽ vội vàng nhìn thấy ngay là cộng từ 1 đến 1 2019 là dễ thì mình làm trước, đúng rồi. Khi đi thi thì dễ làm trước, khó làm sau. Nhưng các bạn lưu ý cho thầy ở đây là nếu các bạn không tính được ở tử ấy, thì cũng không tính được ở mẫu đâu. Thế chúng ta cũng nhìn ở tử để quan sát xem. Thì tác giả đưa ra cái đề bài này rất là hay. Thì các cái số này nó đã có quy luật. Cái số này các bạn được học ở từ tiểu học cũng đã làm quen rồi. Cũng đã được làm quen rồi thì 18 18 18 cái quy luật của nó là ví dụ như chúng ta có số 15 mà nhân với 101 này thì bằng 15 15 này. Nếu chúng ta thêm một số 01 nữa chẳng hạn thì 15 nhân vào sẽ được thêm một số 15 nữa. Đấy, ví dụ vậy. Thế thì ở đây ở trên tử chúng ta sẽ đánh giá như sau này. Đánh giá nhé. A này. 18 18 tức là bằng 18 nhân 101 thêm 01 nữa nhân với 19 trừ đi 19 không thì sẽ được là 19 nhân 101 là có 3 2 số 19 thêm 01 nữa là 3 số 19 chăng? Nhân với 18 phần mẫu. Khoan hãy tính. Cứ tính nhân tử lại nhé. Bằng 10 10.101, 10.101 giống nhau này, 18 giống nhau, 19 giống nhau, như vậy trên tử có kết quả là không chưa? Và phần ở mẫu và cuối cùng a bằng 0. Vậy chúng ta đã nhanh chóng tìm được a bằng 0 rất đơn giản. Vì đây là hai cái tích nó hoàn toàn có các nhân tử giống nhau. Đúng không ạ? Đấy, các thừa số của tích giống nhau cho nên là trừ đi nhau sẽ bằng 0. Thế là xong tổng A, phân số A. Bây giờ đến phần B. Phần B là 101, 100, 99, 98. Vâng, chúng ta cũng có thể tính cơ bản là đây là dãy số quy luật rồi. Thì các em được học ở lớp rồi đấy. Là chúng ta có thể là áp dụng cái công thức là muốn có hai bước. Bước thứ nhất là tìm số số hạng. Đây là có 101 số hạng rồi. Bước thứ hai là tính tổng. Muốn tính tổng ta lấy số đầu cộng số cuối nhân số số hạng rồi chia hai cũng ra. Nhưng ở đây chúng ta sẽ quan sát mình bài này nó có nhiều cách tính lắm. Vì nó là bài không khó lắm. Thuộc thể loại bài nhiều cách tính thì hoặc thầy giáo sẽ tính như này. Ở đây có 101 số nhá. Thầy giáo chia ra thành 100 số đi. 100 số và một số lẻ. Thì ở đây thầy giáo sẽ dùng như sau này. Thầy sẽ bỏ số 101 này ra. Thầy cứ 100 cộng với 1 là 101.
99 cộng 2 là 101, thì cuối cùng ở giữa sẽ tí nữa sẽ là 51 cộng 50 là 51 không? Thế bây giờ ở B đã nhá. À, ta đi tính B đã. Ta đi tính B nhá. Ta đi tính B như sau. À, tính B này. Rồi ta đi tính tử đấy nhá. Ta có này 101 này cộng với 100 này cộng 99 này cộng 98 này cộng vân vân này cộng 3 cộng 2 cộng 1 này, đúng không nào? Thế thì bây giờ thầy nào tách ra cái nhóm này là có 100 số này, gồm có 50 số sẽ bằng 101 này cộng với cả 100 số thì thành 50 cặp không? Cặp 100 cộng 1 này. Cặp 99 cộng 2 này. Cặp 98 cộng 3 này, cộng chấm chấm này, và cộng đến 51 cộng 50. Thì trước đây sẽ là 52 cộng 49 nhá. À, nó sẽ bằng ở đây có 50 số này. 50 cặp này ta được 101 này cộng 50 cặp 101 này. Thì đến một lần 101 cộng 50 lần 101 thì bằng 51 lần 101 này. Như vậy trên tử là xong này. Thế là gì mẫu nhá. Này. Ta có này, bây giờ ta lại có này. 100 này. 01 trừ 100 này cộng 99 này trừ 98 này cộng chấm chấm này cộng 3 trừ 2 cộng 1 này. Thì đây cũng có 101 số này. Nhưng các bạn nhìn thấy cho thầy ở đây là nó thừa số 1 trên này. Cái nhóm này cộng này, trừ này, đầy này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có 50 cặp ở đây. Cho này có 50 cặp, đúng không? Thì ta sẽ mỗi một cặp là 1. Thì ta có 50 lần 1 rồi cộng với 1 cuối cùng thì bằng 51. Từ đó ta suy ra B. B sẽ bằng trên tử là 51 nhân 101 phần 51 và bằng 101. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong ở phần câu 1 là A sẽ bằng 0 và B sẽ bằng 101. Đấy là nội dung của câu số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu thứ 2. Câu thứ 2. Để zoom lên một chút để các em nhìn rõ hơn. Câu số 2, đây cũng là một câu. Câu 1 là câu khởi động mà chúng ta vừa mới thấy thầy làm chữ đấy thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thì câu số 2 đã có mức độ tăng dần. Tác giả đưa ra đề thi rất là hay. Giống như chúng ta trèo lên đỉnh Olympia ấy. Thì bây giờ ở cái câu số 2 là câu yêu cầu so sánh. Thì chúng ta quan sát cho thầy ở đây này. 28 325 trừ 28 phần 3 số 5 2 số 0 này. 28 325 này. Đấy, 325 này, 28 325 này. Thế thì để so sánh thì chắc chắn chúng ta rút gọn. Đúng không ạ? Chúng ta rút gọn xem giá trị của nó là bao nhiêu. Thế thì đừng vội vàng rút gọn ngay cái này. Bình tĩnh nha thầy, vì cái này còn cồng kềnh hơn cơ mà. Đấy, thì ta cứ nhiều lúc là dễ làm trước khó làm sau, nhưng dễ ở đây là cồng kềnh là dễ hơn. Đấy, càng gọn là càng khó. Thế là mình tính xem nha, tôi sẽ cố gắng để chuyển nó cái số này về đây xem có quan hệ được không. Nhìn cái số đây này. Nhìn số 28325 này. 28325 mà nó giống nhau, còn thừa 325 không? Chỗ này là 28 nhé. Chỗ này là 28 nhé. Lại thừa số 325 chưa? À. Và đây là số 3 số 5 2 số 0, 3 số 5 2 số 0 thừa 3 số 0 này. 3 số đằng sau, 3 số đằng sau này. À, thầy giáo đã phát hiện ra được cái quy luật của nó và thầy giáo đi rút gọn phân số đầu tiên này đã. Đấy, cái phân số cồng kềnh ấy. Thì ta có như sau này. Ta có là 28325 325 trừ 28 325 phần 3 số 5 và 5 số 0. Rồi, thầy giáo sẽ tách nó ra để nó có số giống 328325 bên này. Thì thầy giáo sẽ tách nó ra là 3 28325 nhé. Rồi. 3 số 0 cộng với 325, đúng không ạ? Trừ đi 28 3 số 0 cộng với 325 phần cái mẫu là 555 và 5 số 0 345. Thì cái tổng này nhé, các bạn lưu ý cho thầy đây này. Như vậy
cái tổng này trừ đi tổng này thì 325, tí nữa phá ngoặc ra là trừ đi 325 là hết không? 325 là hết chưa? Đây nếu diễn giải này, 28 325 000 cộng 325 325 trừ đi 28 3 số 0 trừ đi 325. Cái này là học sinh giỏi các bạn biết rồi, trừ đi tổng của chúng hay trừ đi từng số 1 đúng không ạ? Phần 555 5 số 0. Số này cộng với 325 lại trừ đi là hết rồi nhá, không còn giá trị gì nhá. Còn lại là số 328 325 3 số 0 và đây là 28 3 số 0, mình nhìn nhìn thấy nó có số 0 chưa? Tức là mình sẽ tách nó ra thành nhân với cả 1000 đấy. 28 325 nhân 1000. Đúng không ạ? Đấy. Trừ đi 28 nhân 1000 phần 555 00 nhân 1000. Tí nữa mình đã sẽ sử dụng được tính chất phân phối rồi đấy. Bằng 28325 trừ 28 nhân với 1000 phần 555 00 nhân 1000. Thì mình rút gọn được hai cái số này chưa? Thì còn lại là 28325 trừ đi 28 phần 555 00. Chúng ta đã tới được đích rồi này. Đây. Kết quả này chính là phân số này. 28325. Đúng không? Trừ 28 phần mẫu đây. Được chưa? Như vậy chúng ta đã có kết luận rằng là hai cái số này làm sao ạ? Bằng nhau. Đấy là kết quả nhé. À, nếu chuẩn là như này, mở ngoặc cái này là bằng nhau. Như vậy là thầy Đào đã chữa được cho các em ở câu số 1 rồi này, là câu khởi động này, câu 2 này, với phần rút gọn phân số bằng cách sử dụng tính chất phân phối tách khéo ra. Nha, mình phải quan sát nhé. Bây giờ đến câu B. Câu B. Thì với cái phần câu 2A là các em đã vừa sử dụng tính chất phân phối đấy, thì cái câu B này chúng ta cũng sử dụng tính chất phân phối đi. Nên là mình nhìn thấy nhiều số giống nhau không? Sử dụng tính chất phân phối đi. Ở đây là 1313 cũng giống nhau này. Đây 2020 cũng giống nhau này, mình cứ tách ra những gì mình được học đi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ đếm lấy phần B nhé. Thì các theo thầy thì các em đừng, khi mình đi thi mình đừng vội vàng, mình cứ bình tĩnh mình phân tích đề bài thôi, mình phân tích đề bài nhé. Ở trên tử này nếu chúng ta nháp đi trên tử này, ví dụ B nhé, ở trên tử chúng ta sẽ có là tính chất phân phối là số 3 giống nhau này, 3 viết ra này, số 7 giống nhau này, viết ra này, số 13 giống nhau này, 3 này, 7 này, 13 này và 37 nữa. Thì ở bên trong chỉ còn số 5 nhân với 11 37 13 37 37 13 37 còn 5 và 11 đúng không ạ? Và ở đây 37 13 37 bốn số viết ra rồi, thì cái này chúng ta hiểu là nhân với 1 nhé, thì còn trừ đi mấy ạ? Trừ đi 1 phần ở dưới mẫu thì là có số 13 giống nhau này. Thì nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất là số 13 nhân 101 đấy. Ở đây có 3 số nhé. Thì cái số 13 này thì nó sẽ giải thích cho các bạn xem. Ở ngoài thế nhé. Ngoài này thì tí nữa chúng ta sẽ ghép nhanh vào. Ghép nhanh vào bài. Số 13 nhé. 13 phải là 13, 13, 13 nhân 10 không? Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là 13 nhân 101 thêm 01 này. Nhân với 10 này. Cái chỗ này. Ồ, 2, 4, 5. 245 vừa hay, nó gấp đôi số này không? Thì mình sẽ có là 101 nhân mấy ạ? Nhân 2 và mình có cái tính chất phân phối này chưa? Đúng không? À thế thì như vậy ở dưới mẫu chúng ta sẽ tách nó ra như sau. Là được 13 nhân 10101 nhân 10. Đúng không ạ? Cộng với 10101 nhân 2 bằng 3 nhân 7 nhân 13 nhân 37, 55 trừ 1 là 54 phần, ở dưới là có tính chất phân phối là 10101, ở bên trong là 13 nhân 10
cộng với 2. Thì bốn cái số này nhân với nhau này. Đấy, mình dùng máy tính mình kiểm tra nhanh nó sẽ ra. Dùng máy tính kiểm tra. 21 này. 13 nhân 17 này. 13 nhân với 17 này. 7 nhân 3 21 với 1 nhân 2 9 này, 3 nhân 1 là 3 này, 1 nhân 1 là 1 này. 1 này, 2 này, 2 này. 221 này nhân với 21 nhân với 3 nhân 7 là 21 nữa. 1 này, 2 này, 2 này. À xin lỗi, ở đây là 37. 13 nhân với 37 cơ. 7 nhân 3 21 1 nhân 2 712 là 9 này, 3 nhân 3 là 9 này, 3 nhân 1 là 3 này. 1 này, 8 này, 4 này. Nhân tiếp với thằng này gom vào là được 21 không? Đúng không ạ? Nhân thêm về 21 nữa. 1, 8, 4, 2, 6, 26, 2, 8, 6, 6 nhân 1 là 9 này. Cộng lại 1, 0. Nhân 1 là 1. 1 là 10. 10.101. Đẹp quá, đúng không? Bốn số này là 10.101. 10.101 nhân với cả 54 phần 10.101 nhân với cả 130 cộng 2 là 132. Được chưa? Và ta rút gọn đi. Rút gọn hai số này hết nhé. 54 và 132 chia cho 2 thì còn 27 phần 66, đúng không ạ? Chia cho 3 nữa được 9 phần 33. Ồ, đây 9 phần 33 và 9 phần 20, thế là mình so sánh được chưa? Hai phân số cùng từ phân số nào có mẫu lớn hơn phân số nào bé hơn, như vậy phân số này nhỏ hơn 9 phần 20. Từ đó chúng ta sẽ kết luận là điền cái dấu nhỏ hơn ở đây, phân số này nhỏ hơn. Như vậy thầy giáo đã chữa cho các bạn ở trong cái đề thi học sinh giỏi của huyện Ứng Hòa năm 2018-2019 hai câu, câu 1 và câu 2 rồi. Đúng không ạ? Và đến câu số 3. Câu số 3 là tìm số tự nhiên n để 3n trừ 1 chia cho 7. Tìm số tự nhiên n để 2n cộng 1 và 7n cộng 2 là hai số nguyên tố cùng nhau. Câu 4 là câu hình học và câu 5 là câu một cái bài toán phần trăm. Bài toán thực tế rất là hay. Thế buổi tối ngày nay chúng ta học tạm với khoảng thời gian là 18-20 phút đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Hôm sau thì tao sẽ gửi nốt cái đường link để chúng ta làm chữa nốt cái câu 3, câu 4 và câu 5 nhé. Câu 3, câu 4, câu 5 nhé. Thầy giáo sẽ gửi cho các bạn cái gợi ý là chúng ta hãy dựa vào mối quan hệ triết của một tổng và hiệu để sử dụng cái bài toán này. Và đây là hai số nguyên tố cùng nhau, chúng ta lưu ý là hai số nguyên tố cùng nhau là chúng có ước chung duy nhất là một. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm sau thầy giáo sẽ gửi cái đường link ở phía dưới nhé. Chúng ta có thể bấm cái đường link sau cái bài giảng ở phía dưới cái phần bình luận ấy. Chúng ta sẽ tìm được tiếp cái câu số 3, câu 4, câu 5 nhé.